Thái Lan vẫn chưa mua được bản quyền phát sóng AFF Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF, xác nhận chưa có đơn vị truyền hình nào của Thái Lan mua được bản quyền AFF Cup 2022. Theo truyền thông Thái Lan, lượng khán giả xem truyền hình trực tiếp của kỳ AFF Cup 2020 rất cao, và điều này góp phần khiến giá bản quyền truyền hình giải đấu tăng vọt. Hiện giá bản quyền AFF Cup 2022 đã giảm từ 2,75 triệu USD, 95,7 triệu baht, xuống còn 2 triệu USD, 69,6 triệu baht, nhưng vẫn không có đài truyền hình nào của Thái Lan mặn mà. Nhiều đài truyền hình Thái Lan e ngại mức giá bản quyền truyền hình AFF Cup 2022 quá cao. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết họ không thể mua bản quyền và chỉ có thể đứng ra làm bên trung gian. Tờ World Point Today của Thái Lan đưa tin. Cơ quan thể thao Thái Lan có kế hoạch đàm phán mua bản quyền 8 trận ở AFF Cup 2022 nếu đội tuyển Thái Lan vào tới chung kết. Với giá 20 triệu baht nhưng bị công ty Spotify, đơn vị trung gian đàm phán bán bản quyền, từ chối. Phía Spotify chỉ muốn bán trọn gói 26 trận. Ngày 20 tháng 12, đội tuyển Thái Lan thắng Brunei 5-0 tại trận ra quân AFF Cup 2022. Nhưng các cổ động viên của họ không thể theo dõi qua sóng truyền hình trực tiếp. Chỉ có một lượng cổ động viên Thái Lan xem trực tiếp trận này qua một sự kiện do nhà tài trợ của AFF Cup là Warwick tổ chức.